Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bajai TV. Lời đầu tiên, Bajai xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trong video này, Bajai sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn với những thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là về vụ ghen tuông chém đứt lìa hai tay của vợ. Vợ ngoại tình chồng có được giảm án hay là không? Bajai sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về góc nhìn của pháp lý. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình, 34 tuổi, người ở địa phương, để mà điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 13 tháng 9 do mâu thuẫn ghen tuông, Bình mới lấy dao chém tới tấp làm đứt lìa hai cánh tay của vợ mình là chị NTT, sinh năm 1995. Sau đó, người đàn ông 34 tuổi băng bó vết thương cho vợ rồi gọi cho người thân đến đưa đi cấp cứu. Riêng Bình ra cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi. Nghi phạm phải đối mặt với mức án nào trong tình thế này? Nhận định vụ việc gây hoang mang dư luận ở trên thì luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chánh pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã phân tích. Đối tượng Bình biết rõ hành vi sử dụng cái dao chặt xương là hung khí nguy hiểm, có thể là gây sát thương, thậm chí là thiệt mạng nạn nhân. Nhưng mà vì bực tức ghen tuông mà đối tượng đã dùng dao chém xối xả vào người vợ khiến cho nạn nhân đứt lìa hai cánh tay. Hậu quả sự việc xảy ra rất là nghiêm trọng bởi cái hành vi côn đồ hung hãn như vậy. Nếu mà nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì có thể là dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ tư thế chém người, cái hướng chém để mà xác định khả năng sát thương của hành vi. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng chém vào những cái phần trọng yếu cũng như là dùng đầu, dùng cổ, dùng ngực của nạn nhân, nhưng mà do nạn nhân dùng tay che đỡ nên đã không chém trúng những cái phần trọng yếu thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng này về cái tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng có mục đích giết người hoặc là đã sử dụng vũ khí nguy hiểm chém vào những cái dùng hiểm yếu của nạn nhân, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời thì cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Như vậy, trường hợp có căn cứ cho thấy là đối tượng thực hiện hành vi với mong muốn sát hại nạn nhân hoặc là thực hiện hành vi là chém vào những cái vùng hiểm yếu của nạn nhân, nạn nhân không chết là do chống đỡ và được cấp cứu kịp thời thì đối tượng này sẽ bị xử lý về các tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như là hành vi có tính chất côn đồ hoặc là vì động cơ đê hèn, bởi vì khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc là tử hình. Nạn nhân không chết thì đối tượng này được áp dụng tình tiết là phạm tội chưa đạt và sẽ phải đối mặt với cái hình phạt là không quá 20 năm tù. Người vợ ngoại tình chồng có được giảm án hay là không? Trong cái vụ án này, hành vi chém lìa hai tay của nạn nhân là cái hành vi rất là man rợ, tàn nhẫn. Nếu mà nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì sẽ mất máu nhiều và tử vong. Bởi vậy, cái ý thức chủ quan của đối tượng gây án sẽ thể hiện qua hành vi khách quan sau khi thực hiện hành vi chém nạn nhân. Nếu đối tượng không đưa nạn nhân đi cấp cứu, không gọi người cấp cứu hoặc là cản trở người cấp cứu thì có thể xác định đối tượng là có chủ đích giết người. Mục đích thực hiện hành vi không chỉ thể hiện qua lời nói, suy nghĩ mà còn thể hiện qua hành vi cụ thể, bởi vì cái tư thế chém người, vị trí muốn chém và cái thái độ sau khi chém là những yếu tố quan trọng để xác định hành vi giết người hay là cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nạn nhân có ngoại tình hay là không để mà làm căn cứ xác định hành vi của đối tượng này. Có thuộc trường hợp tinh thần bị kích động mạnh hay là không? Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ xác minh cái mối quan hệ giữa nạn nhân với người đàn ông khác để mà làm rõ nguyên nhân. Điều kiện phạm tội trên cơ sở xác định nạn nhân có lỗi một phần hay là không? Tuy nhiên, dù nghi ngờ ở người chồng là đúng, nạn nhân không chung thủy thì đây cũng không phải là căn cứ để mà đối tượng có thể thực hiện hành vi giết người hoặc là hành vi cố ý gây thương tích. Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người vợ trong cái tình huống này là hành vi vi phạm pháp luật.
trường hợp không đủ căn cứ để mà xử lý về tội giết người thì người chồng trong vụ việc này sẽ bị xử lý hình sự về các tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định thương tích của nạn nhân để mà xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra đối với nạn nhân, làm căn cứ để mà xác định trách nhiệm pháp lý hình sự đối với người chồng của nạn nhân. Trước tiên có thể là cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về các tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ cái tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, làm rõ hậu quả có thể xảy ra. Trường hợp kết quả cho thấy hành vi có thể là dẫn đến chết người hoặc là mục đích của đối tượng là muốn sát hại nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ chuyển tội danh sang tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự, với hình phạt có thể từ là 12 năm đến 20 năm tù. Đối tượng sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là cái hành vi có tính chất côn đồ hoặc là vì động cơ đê hèn. Còn trường hợp không đủ căn cứ để mà xử lý hình sự về cái tội giết người thì với thương tích của nạn nhân là trên 60%, đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Theo quy định tại khoản 5 điều 134 Bộ luật hình sự nêu trên. Theo quy định tại thông tư 22 của Bộ Y tế thì cái trường hợp cụt một cánh tay thì thương tích là trên 60%. Qua clip cho thấy cái hành vi của đối tượng gây án là rất cuồng nộ, nhiều lần cầm dao chém vào nạn nhân, đang trong tư thế không có khả năng tự vệ. Kể cả trường hợp nạn nhân thừa nhận hành vi ngoại tình, thì đây cũng không phải là căn cứ để xác định nạn nhân có lỗi một phần. Nếu mà nạn nhân không chung thủy, dẫn đến đối tượng ghen tuông, kích động, nên thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân, thì đây có thể chỉ là cái tình tiết để mà đánh giá tính chất một cái vụ án chứ không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hành vi của đối tượng chém người trong cái cơn gào thét, trong tiếng gian xin của nạn nhân khiến ai chứng kiến cũng phải là rợn người và kinh hãi. Bởi vậy đối tượng này sẽ phải chịu cái mức hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin khác. Vụ việc một cô gái tên là NTVA, 27 tuổi, quê ở Bắc Giang, bị tố là có hành vi lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lớn. Với những màn kịch tinh vi dù chưa rõ thực hư nhưng mà cũng đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Với góc độ pháp lý thì luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư Hà Nội cũng phân tích các hành vi lừa đảo khác với hành vi gian dối. Hành vi lừa đảo là đưa ra thủ đoạn gian dối khiến cho người khác trao tài sản rồi chiếm đoạt tài sản. Nếu mà hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi lừa đảo có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Còn lừa dối là cái hành vi làm cho giao dịch dân sự vô hiệu nhưng mà không có yếu tố chiếm đoạt mà có thể là gây thiệt hại. Trong cái vụ việc tố cáo cú lừa thế kỷ nói trên, luật sư Đặng Văn Cường đã cho rằng cái nội dung trong bài đăng tố cáo hiện mới chỉ là thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng cho nên chưa thể nhận định về cái hành vi của người bị tố cáo. Để cơ quan chức năng có thể là có thể làm rõ vụ việc cái cú lừa thế kỷ này thì người bị hại nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch dân sự kinh tế phải là trình báo sự việc với cơ quan chức năng, đưa ra các tài liệu chứng cứ và phối hợp với các cơ quan chức năng để mà chứng minh mình là nạn nhân của cái việc lừa đảo thì mới có căn cứ để mà xử lý. Còn trường hợp trở thành nạn nhân bị lừa đảo, bị chiếm đoạt tài sản nhưng mà không trình báo, không yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, cũng không có căn cứ để mà giải quyết. Như trong cái sự việc ở trên, thông tin bóc phốt đưa lên mạng xã hội chưa được xác thực. Cơ quan chức năng cũng là chưa vào cuộc xác minh cho nên chưa thể kết luận sự việc này là đúng hay là không. Theo một nội dung đăng tải, chị An L cho biết gia đình mình không tố cáo đã bỏ qua và không đề nghị cơ quan chức năng xem xét về cái việc đưa thông tin lên mạng xã hội chỉ là có tính chất cảnh báo, do đó cơ quan chức năng sẽ không vào cuộc để mà xác minh đối với vụ việc này. Trường hợp các nạn nhân có đơn trình báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xem xét phân loại đơn
Nếu mà nội dung đơn và các cái tài liệu chứng cứ kèm theo đơn có căn cứ cho thấy vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ thụ lý tin báo để mà tiến hành xác minh. Trường hợp mà đơn thư trình bày về cái việc mượn tiền, vay mượn tài sản chưa trả lại, nhưng mà không có căn cứ cho thấy cái dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì cơ quan điều tra cũng không thụ lý tin báo. Với những cái thông tin hiện có về vụ việc này thì ông Cường cũng cho rằng sẽ có thể xảy ra là hai tình huống. Một là nữ tố cáo là có thật, hai là người đăng bài đăng tải thông tin không chính xác hoặc là hoàn toàn chính xác. Đối với trường hợp tình huống tố cáo là có thật thì theo luật sư Cường, những bị hại và nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch dân sự, kinh tế phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng, nộp những tài liệu chứng cứ và phối hợp để mà chứng minh mình là nạn nhân. Về khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư Cường trích dẫn theo điều 174 Bộ luật hình sự phân tích, hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên có thể là nhận án tới 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Với trường hợp người đăng bài đăng tải thông tin không chính xác hoặc là không hoàn toàn chính xác, luật sư Cường cũng cho hay người bị tố cáo cũng cần phải có đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý nếu mà thông tin cáo buộc là sai sự thật. Tùy vào mức độ ảnh hưởng hậu quả gây ra mà người đưa tin sai sự thật sẽ buộc phải gỡ bỏ bài đăng hoặc là có thể là bị xem xét xử lý về hành vi đưa thông tin không đúng sự thật. Thì vừa rồi công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết mới vừa nhận đơn của một người ở thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bị VA lừa 1,5 tỷ đồng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 16 tháng 9, đại diện công an tỉnh Bắc Giang xác nhận mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quy Nhờ, 38 tuổi, ở tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo chị NTVA, 27 tuổi, quê huyện Làng Giang, Bắc Giang, lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo của anh Nhờ thì VA chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một cục thuộc Bộ Công an, sau đó VA mới tạo ra nhiều cái câu chuyện không có thật để mà chiếm đoạt lòng tin của anh Nhờ và lừa tiền. Trong đơn tố cáo thì anh Nhờ cho biết VA sử dụng thủ đoạn mượn tiền xoay sở cho công ty đang kinh doanh và anh bị VA lừa 1,5 tỷ đồng. Qua nghiên cứu đơn tố cáo, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang nhận thấy cái vụ việc anh Nhờ chuyển tiền và đưa tiền cho VA diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận. Do đó vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang, cho nên chúng tôi hướng dẫn anh Nhờ gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận để mà giải quyết, đại diện công an tỉnh Bắc Giang nói. Kính thưa quý vị, những ngày qua mạng xã hội xuất hiện bài đăng do chị là NL chia sẻ tố cáo về cái việc VA 27 tuổi ở Bắc Giang lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình bằng nhiều cái thủ đoạn chiêu trò tinh vi. Cụ thể theo chị L thì năm 2018 VA đã tiếp cận với gia đình của chị với vẻ ngoài giàu sang hào nhoáng để mà hẹn hò qua lại với em chồng của chị. Quá trình hẹn hò thì VA tỏ ra sống sang chảnh, liên tục đi những siêu xe khác nhau và tặng cho gia đình, bạn trai những cái món quà đắt tiền, thậm chí tặng bạn trai căn hộ hạng sang, có nhân viên công chứng đến tận nhà để mà ký. Chính vì vậy gia đình đã tin tưởng cho VA mượn tiền nhiều lần, với số tiền từ hàng chục triệu cho đến hàng tỷ đồng. Đáng chú ý là chị L còn cho biết đám cưới giữa VA và em chồng của chị rất là xa xỉ, diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách của hồi môn là một cái chiếc Rolls Royce và hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên chị L cho rằng đây là hoàn toàn là cái chiêu trò lừa đảo của VA. Cô gái này đã thuê biệt thự căn hộ hạng sang, thuê xế hợp sang trọng ở để mà làm màu, thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để mà giao dịch bất động sản. Tổng số tiền mà người tố cáo bị nói là VA lừa khoảng là 17 tỷ đồng. Chị An là cho biết cái thời điểm đó là chị không tố giác vì VA nói có thai. Tuy nhiên, cái thời gian gần đây chị phát hiện VA tiếp tục lừa thêm là hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận với số tiền là hơn 100 tỷ đồng, như là kịch bản trong phim, cho nên chị quyết định lên tiếng. Một lãnh đạo xã Đầu Mỹ, huyện Lạc Sơn, Bắc Giang
quê của NTVA cũng cho biết VA đã rời khỏi địa phương từ năm 15 tuổi. Không chỉ trên mạng xã hội, một số người dân trong xã cũng nói nhiều về cái việc VA lừa đảo. Tuy nhiên, về phía xã thì chưa nhận được đơn tố cáo nào, lãnh đạo xã Đạo Mỹ nói. Còn đại diện công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết hiện tại là công an tỉnh mới nhận được đơn tố cáo của ông Nhờ. Còn cái chuyện lừa đảo 17 tỷ đồng như là trên mạng xã hội chia sẻ thì công an tỉnh chưa nhận đơn tố cáo nào. Xin chuyển sang phần tin khác. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo thì Ba Giang sẽ chia sẻ tiếp đến tất cả quý vị và các bạn phá án trên không gian mạng. Thưa quý vị, sau 20 tháng được thành lập thì Phòng An ninh mạng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận những cái dấu ấn đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ. Kể từ khi được thành lập tháng 1 năm 2021, PA05 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công nhiều vụ án lớn, tính chất rất là phức tạp. PA05 đã tổ chức truy sát phối hợp với các đơn vị và các địa phương, khởi tố hình sự 159 vụ với 139 bị can, xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, phá nhiều chuyên án lớn. Một trong số các vụ nổi bật cuối năm 2021, PA05 triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến là hơn 87 tỷ đồng do Quỳnh Lâm Bạch, Nguyễn Đắc Quý cùng hàng chục đồng phạm thực hiện. Đây là cái đường dây đánh bạc qua mạng được đánh giá lớn nhất từ trước tới nay, hoạt động là như là kinh doanh đa cấp với nhiều nhánh, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ và phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. PA05 cũng triệt phá đường dây lợi dụng chức vụ quyền hạn để mà cung cấp dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 trái phép, trục lợi bất chính, đồng thời phát hiện phối hợp xử lý hàng trăm trường hợp đăng tải thông tin bịa đặt xuyên tạc chủ trương chính sách phòng chống dịch COVID-19, trong đó khởi tố một vụ án, một bị can. Đặc biệt với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép chống dịch, bảo đảm an toàn cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, PA05 đã phát hiện đấu tranh xử lý 46 đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng. Điển hình là khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, CEO công ty cổ phần Đại Nam, và xử phạt hành chính, lập hồ sơ răn đe hàng chục đối tượng liên quan trong cái việc hỗ trợ truyền thông tham gia các cái buổi live stream ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải thông tin xấu độc trong cái vụ này. PA05 đã xác minh, trao đổi, đề nghị công an các đơn vị địa phương tiến hành xử lý 8 đối tượng theo chức năng thẩm quyền. Bên cạnh trực tiếp phá án thì PA05 đồng thời cũng thực hiện công tác hỗ trợ công an các đơn vị địa phương trong cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, chứng cứ điện tử có giá trị phục vụ cái việc phá án. Phá được án thì được nhiều kinh nghiệm. Trong nhiều thành công thì theo công an thành phố Hồ Chí Minh, ấn tượng nhất là PA05 đã chủ động tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các cái loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để mà đánh các cái chuyên án lớn như là cờ bạc qua mạng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, phức tạp và ma mãnh, điều kiện quan trọng nhất là phải thu thập được các cái chứng cứ điện tử từ các trang web mà các đối tượng dùng để mà đánh bạc. Quá trình phá án thì ban chuyên án gặp không ít khó khăn về phương tiện, thiết bị và các cái vấn đề về tuân thủ pháp luật về an ninh mạng của các nhà cung cấp mạng cũng như là các ngân hàng. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, khi còn là Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ địa đầu chuyên án trên. Ông cho biết cái việc phá án đòi hỏi phải là có trí tuệ và áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ. Để mà bắt quả tang đối tượng, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 20 tổ công tác, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, có cả cảnh sát cơ động tham gia. Bằng nhóm đánh bạc qua mạng này, chiếm đoạt tiền bạc tài sản cực là lớn, lợi nhuận thu được của chúng là quá sức tưởng tượng. Để mà phá được thì công an phải vừa trinh sát trên mạng, vừa trinh sát trên thực địa, vừa trinh sát an ninh mạng, vừa trinh sát hình sự và có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang nói. Ông Nguyễn Sĩ Quang cũng cho biết rằng đã trong nhiều tháng phá án, cái yếu tố bí mật được ưu tiên cao nhất là hàng trăm trinh sát phải tác chiến trên mạng 24/24, nhiều đêm không ăn không ngủ để mà thu thập tài liệu. Thực hiện xong chuyên án này thì công an thành phố Hồ Chí Minh
đã thu được nhiều kết quả cũng như là những cái kinh nghiệm trong phá án, tác chiến an ninh mạng, rút ra nhiều vấn đề mới, kinh nghiệm mới trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang chia sẻ. BA05 đã chính thức tổ chức cung cấp thông tin trên ứng dụng mạng xã hội. Việc này nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu số, đồng thời là cảnh báo phòng ngừa những cái phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Và bây giờ, xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.